Thưa quý vị, nhằm phát hiện kịp thời và nhanh chóng đưa các trường hợp F0 ra khỏi cộng đồng để ngăn chặn, khoanh vùng và xử lý các ổ dịch trong thời gian ngắn nhất, không để dịch lan rộng, tỉnh Long An sẽ triển khai công tác lấy mẫu diện rộng để tầm soát COVID-19 đến tất cả người dân trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là hành động quyết liệt của tỉnh nhằm củng cố, mở rộng vùng xanh, đưa cuộc sống trở lại bình thường. Theo đó, đối với các địa phương thuộc vùng đỏ, vùng cam, vùng vàng, đánh giá mức độ nguy cơ theo quyết định số 2686 của Bộ Y tế, sẽ thực hiện test nhanh kháng nguyên, sau đó xét nghiệm PCR đơn cho những mẫu dương, kịp thời tách riêng những ca dương tính qua test nhanh kháng nguyên, trong khi chờ kết quả xét nghiệm PCR mẫu đơn. Sau đó xét nghiệm PCR gộp 10 cho những ca test nhanh âm tính. Đối với các địa phương thuộc vùng xanh, thực hiện xét nghiệm PCR gộp 10, giải gộp các mẫu dương tính ngay khi có kết quả xét nghiệm. Về công tác truy vết, sau khi có kết quả RT-PCR dương tính, sẽ tiến hành truy vết. Trường hợp qua test nhanh dương tính thì tách riêng theo dõi, chờ kết quả xét nghiệm PCR mẫu đơn. Nếu kết quả xét nghiệm PCR âm tính thì giải phóng, dương tính thì truy vết, cách ly, điều trị theo quy định. Thời gian thực hiện chiến dịch sẽ bắt đầu trong tháng 8 năm 2021, triển khai thực hiện 2 đợt 1 huyện, mỗi đợt cách nhau từ 5 đến 7 ngày.